Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và bạn siêu lướt nha, đủ tất cả các dòng Sonic này, Mercedes King này, mô tô này, rồi AB Vao. Thì đồng hành giới thiệu vào trong đây thì có anh Dương, số trợ giới thiệu không anh Dương? Dạ, chúng tôi chào các chú, chào các bác, chào các anh, các chị và anh, chào quý vị quý khách và anh chào các chiến hữu và anh chào các anh em mua bán xe sáng ba Long Thành. Dạ, em là Dương, cửa hàng xe máy Trùng Dương 2 nằm Bình Dương anh em, sát bên chợ Lá Hiêu, ngã tư cộng 4, mặt cầu Phú Long nha các anh em ha. Cửa hàng em là Trùng Dương 2, địa chỉ là 193/3 khu phố Hòa Long, phường Lê Hiêu. Anh Việt có để số điện thoại trên màn hình, nhưng mà kính mong anh em và các bác, các chú dù có rảnh thời gian kết bạn Zalo cái gì em sẽ gửi mẫu, cần mẫu nào, mẫu xe đi cái dòng thì mình gửi cho các chú các bác coi nha. Lại em của tôi là Trần Trùng Dương luôn, em cũng xin 1987 nha anh em ha. Mình bán xe bên đây là của mình bảo hành 100% là cho anh em là 2 năm hết cho anh em ha. Đó, nói sao lập như vậy, xe là xe chuẩn 100%, hàng một đó một cho các anh em ha. Một đó một lần không phát hiện giả máy gớt đầu tai nạn đủ tiền đỡ xe hát lại cho anh em yên tâm vấn đề ha. Trước mình bán rất là uy tín, rất là nguồn gốc xe là đúng gốc, là xe chính chủ, xe ra tên rồi hết thoải mái cho anh em ha. Nguồn gốc xe là ok, cảm ơn anh em và các bác các chú ủng hộ nha. Cái dòng đây thì nay mình có hỏi này anh em cũng 30 cuối tháng anh em cũng ủng hộ một số dòng nên em đây là con mắc kinh thường thường có để dưới đó. Xe thì nó đi 7.000 cây nha anh em ha, đúng 7.000 cây, vỏ sau là còn mộng nha anh em ha, vỏ sau là còn mộng cho anh em ha. Mắc kinh này ngoài hãng thì rất là cao anh em cứ tham khảo, không mà vết trầy nha. Màu AD là, anh em cũng hiểu màu AD khó sơn dặm, nó hẳn là cho anh em không bao giờ sơn dặm vô nha anh em ha. Đó, thì đúng là không tái ngã, gù con xe mình bán ở đây là gù cạnh đồ má đồ hẳn thắng đồ lường đồ yên là phải chỉ nó phải trắng nè anh em. Mình nhìn cái xe mà mua mà cái yên mà nó xứ nó sượt sượt lên là cái con xe nó đi phải 10-12 ngàn nha anh em. Tại cái yên mình nó buồn ghim thì ngồi mình cả cái anh em, bước lên bước xuống nó phải tróc anh em đó. Bao tay phải mịn anh em ha, bao tay phải mịn đó, thẳng bóp hai tay thẳng vô cái thẳng, không có trên cái chứ là nó gục rặt lục rặt là anh em biết xe té ngã nha anh em ha. Đó thì con này nó đi 7 ngàn, hồ sơ cầm tay cho các anh em luôn nha. Hẹp mắc kinh hay là Dacia nha anh em, xe anh em đi rất là tiện. Nếu mà mình đi mấy cái dòng 50 mà 55 mình phiên anh em thì nhiều anh em mà ít sử dụng xe mà để trong chỗ nó cần tiện á thì đi lên dòng Indo, tại vì lúc hết bình đó nè mình phải mình đạp cái nó nổ khỏi nó cầm cỏ cái kia. Nhiều lúc anh em hết bình là anh em phải đẩy nhờ một người thân vô số 4 số 3 anh em phải đẩy mới lên nổ máy ha. Còn bán 31 củ 8 bao gút sơ cho các anh em nha anh em, 31 củ 8. Còn cái dòng này là một mô tô anh em, mô tô mình ít mà chắc anh em cũng tập tành bán, nhưng mà mình chơi mấy cái dòng xe canh ken không anh em, xe không té không ngã, bảo hành gắn 2 năm hết cho các anh em ha. Điệu đồ không một vết trầy nha các anh em, xe thắng đồ gù đồ zin hết cho anh em ha, zin chầm chầm kiến đồ vỏ gì cui bao đô không tu hồ nha anh em ha, bao là ô đô không tu hồ. Con này mình dám khẳng định, mình sẽ khẳng định cho anh em 100% cho anh em đi 3.180 km nha anh em. Mình bán 40 củ 8 bao củ sơ cho anh em ha. 40 củ 8 bao củ sơ cho anh em. Rồi, tiếp tục con bên này. Con đây là 2022 nha anh em ha. 2022 đi 916 km nha anh em ha. Mình bán 43 củ 8 bao củ sơ cái này. 43 củ 8 bao củ sơ cho anh em ha. CBR đi 5364 km nha anh em. Đời 2022 nha cái này. Đời 2022 màu rất là đẹp nha anh em. Mình bán 44 củ 8 bao củ sơ cái này ha. Đó, Sonic biển số 69 anh em. Sonic bản số 69. Máy ghi ha, máy dòng Sonic 2GT trắng đỏ nha anh em ha. 2GT trắng đỏ mà là đúng nha anh em ha. Phục là phục đỏ nha các anh em. Tem bọng đèn đầy đủ nha anh em, không té không ngã, độ gắt giò là thẳng nha anh em ha. Đó, máy ghi đó nha anh em, cổ vô đen xì. Đĩa là bóng ngáo nha các anh em ha. Toàn bộ là bóng ngáo, đi 7.000 cây nha anh em ha. Không bùa phép cho các anh em nha. Con mình bán có 37 củ 8 bao củ sơ cho anh em ha. Okay. Đây có Sachia luôn. Sachia bên đây có con Sachia màu xanh á, cái anh ở dưới Sóc Trăng, ảnh đi xe đò là ủng hộ em nha anh em. Con 925 chạy mấy giấy trước mình có để ngay chỗ này, anh em có thấy. Ảnh ủng hộ em à. Còn đây là cái con Sachia. Sachia nhập nha anh em, Sachia nhập đi 2.600 cây. Con Sachia nhập với con xe Việt sao anh em, mình nói cho anh em nè. Phân biệt số máy anh em ha. Số máy nó đầu á, ở đầu nó phải để là ID là xe nhập khẩu nha anh em ha. Còn cái xe mà ở dưới cái lốc máy ngay chỗ này bên cần số, anh em nhìn dưới quy cái giải series không, là giải số không, là xe Việt Nam nha anh em ha. Nó phân biệt hai thứ, có số máy ID nha anh em ha. Y như con xe kia, hai xe con xe kia đó với xe này là Việt Nam nha anh em ha.
có sao nó vậy cho anh em. Sonic nữa. Sonic đây nè. Sonic là biển số 66, bằng số rất là đẹp luôn nha anh em. Anh em nào muốn ủy quyền công chứng thì để con số chạy nha. 66R1 68889 nha anh em. 68889 nha các anh em ha. Xe chính chủ đàng hoàng, xe đi mới 4.000 cây nha anh em ha. 4.000 cây. Mình bán 3 4 củ 8 nha anh em ha. Sonic giờ hát rất là cao các anh em. Còn đây con Sonic và biển số 60H5 xe đi chấm 624 km nha anh em. Bao đô cho anh em, tại một xe đi 1.000, con đi 7.000, con đi 4.000. Anh em sẽ nhìn từ cái đất vỏ, từ cái đất yên, từ cái bát tân sơn, anh em sẽ biết cái nguồn gốc xe đi nhiêu. Cái đầu cổ bô, cái đầu FI anh em ha. Mấy điểm hay mình mới tại trên cái mạng xã hội mà cũng nhiều anh em, cao khủ nhiều anh em thầy khở lắm. Cái con mấy con này. Con bên đó là cái con bên đây là máy xe nít cọp nha anh em. 2GT tấn đỏ nha cái nè. Con đi 3.210 km nha anh em ha. Đó, bao đô cho anh em nha, 100 là xe chuẩn nha nè. Bán 36Q8 bao quốc sơ cho anh em ha. Đó. Con đây đi 1.414 km nha nè. 1.414 km. Mình bán 39Q8 bao quốc sơ cho anh em ha. 39Q8 bao quốc sơ cho anh em ha. Còn tiếp theo, con đây đi 3.535 km. Mình bán 36Q8 bao quốc sơ cho anh em ha. Xe là chuẩn 100, không ô đô, không té, không ngã, không bùa phép, không sơn dặm nha các anh em ha. Đó. Nhiều, rất nhiều cho anh em lựa chọn. Còn đi 2.492 km nha anh em ha. Bao hồ sơ cho anh em là 39Q8 nha anh em. Đó, 39Q8. Con đây 2023. Đó, có cả cái bô bô xịn nha anh em. Mà nhiều anh em có phóng hình cái to, anh em cần cái bô xịn, bô gin mình sẽ gắn lại nha anh em. Cái bô này cổ bô, cổ bô độ, cổ bô của khách đi xịn nha, titan. Đi 5.000 cây nha anh em. 39Q8 bao hồ sơ. Đúng đát vỏ, đát phục, đát đát yên đồ là 2023. Rồi dẹp son. Dẹp son, ngọt son là ở thành phố Phan Thiết nha anh em. Xe gốc thành phố Phan Thiết, ngọt xe cầm tay có sẵn luôn cho anh em ha. Mình bán 39Q8 bao quốc sơ cho anh em ha. 39Q8 bao quốc. Trắng đỏ nữa nè. Trắng đỏ nè. Nè trắng đỏ đen, đen nha anh em ha. Đen. Hồ sơ bỏ gốc rồi. Đi 3.989 km, mình bán 37Q8 bao quốc sơ cho anh em ha. Còn tiếp theo là con này đi 4.000 km nha anh em. 4.000 km mình bán con này 37Q8 bao quốc sơ các anh em. 37Q8. Con này đi 2.796 km, mình bán 37Q8 nha anh em ha. 37Q8 bao quốc sơ. Rồi, còn ở dòng ở đây 2021, có hai con này 2021 nha các anh em. Con đi 7.008, con đi 4.001 nha anh em ha. Đồng giá là cứ 35Q8 bao quốc sơ các anh em ha. 35Q8 bao quốc sơ cho các anh em cái chiếc ngủ nha. Cái dòng xa chia mới nè. Xa chia thì từ cái con xa gây đời, gây đời đỏ nhám. Cái này mình có luôn nha nè, anh em mới coi hình đó, mình sẽ gắn cho anh em luôn nha. Cái này bộ nghe khách có đưa cho mình nha, tại vì mình giờ không gắn. Có đi cùm, rồi đèn, đồ, đầy đủ cho anh em. Mấy cái cùm xin cho anh em ha, đồ chơi rất là nhiều. Máy zin nha anh em, mấy cái dòng này máy zin chăm chăm cho anh em. Nồi bọng, đầu lòng là zin hết cho anh em, chưa giờ gớt ốc, chưa giờ gớt máy cho các anh em ha. Đó, mình bán giá là 29Q8 bao quốc sơ cho anh em, xe đi 7.800 nha anh em ha. Còn đi 7.600, giá là 29Q8 bao quốc sơ. Con này biển số 66, con này biển số 67 nha cái này. Rồi, bao quốc sơ cho anh em. Tiếp tục Sa Chia. Sa Chia nè. Sa Chia bên đây là Sa Chia màu xanh anh em ha. Con này bán 32Q8 bao quốc sơ anh em. Xe đã không đâm đụng, không tái ngã anh em ha. Đó, 32, 30 8 cho nè. Còn đây con cần biến đâu V1. V1 anh em, biển số 67 anh em ha. Đi 1.600 cây. Mình bán con này giá là 30.8, bò đô chưa đâm đụng, chưa tới ngã các anh em. 30Q8 nha anh em ha. 30Q8 bao quốc. Con này Raider. Raider xe không té không ngã, zin 100%. Toàn bộ zin hết nha anh em ha. Không bao giờ có đâm đụng, tại hắn zin luôn. Không có giờ té cày hết ra anh em ha. Đi 6.400 nha anh em ha. 31Q8 bao quốc sơ cho anh em ha. 31Q8 bao quốc sơ cho anh em. Rồi. AB125 mẫu 2025. AB125. AB125 là xe đi 92 km nha anh em ha. Xe chuẩn, hàng 3X bao quốc sơ cho anh em ha. 3X bao quốc sơ cho anh em. Rồi. Màu trắng đen. Màu trắng đen bên đây anh em. Mấy con ở đây là con này 2022. Mình bán con này giá là 33Q8 bao quốc sơ cho anh em ha. 33Q8 bao quốc sơ cho anh em. Màu đỏ đen. Màu đỏ đen bên đây. Hàng 3X bao quốc hồ sơ cho anh em. 3X bao quốc hồ sơ cho anh em ha. Hồ sơ cầm tay nha anh em ha. Còn tiếp theo, con này là
biển số An Giang, mình bán 32 cụ 8 nha anh em ha. Còn tiếp AB bên đây 36 cụ 8 nha anh em ha, 36 cụ 8 nha anh em ha. Bao cú sơ xe 2000 cây nha anh em ha, nhìn lợi nha, tại tiền là của đó nha các anh em ha. Mình báo giá là bao gút hồ sơ, bao sức của đơn cho các anh em nha. Họ có sao nói vậy cho anh em, tại mình ít mình báo giá hẳn luôn chứ mình không có nói 3x cho anh em ha. Bảo hành anh em 2 năm có tặng 3 ga đầy đủ hết cho các anh em. Đi đúng 2000 cự. Màu xanh xi măng. Màu xanh xi măng 33 cụ 8 bao gút sơ cho này nha anh em ha. 33 cụ 8 bao gút sơ. AB đỏ đen bên này. AB đỏ đen biển số 70 xe 2024 nha anh em. Đi đúng có 1000 cây số nha anh em, 1000 km nha anh em. Hàng là 3x bao hồ sơ cho anh em ha. Xe sạch sẽ, lan can xe ban không đáy không ngại nha. Thẳng xăng, đĩa đầu bọng được thẳng trắng anh em ha. Rồi. Còn đây của Audio 2021 160 hàng xe nhập khẩu nha anh em ha. 38 cụ 8 bao gút sơ cho anh em ha. Winner V1 bên này. Winner V1 cho anh em. Biển số 84 25 cụ 8 nha anh em ha. 25 cụ 8. Rồi. Con này ẹt 150 màu trắng đỏ nữa. Ẹt 150 xe đi 25.000 km nha anh em. 25.000 km nha anh em ha. 21 cụ 8 để số chạy nha anh em ha. Con cúp 22 cũ anh em. Con số nít là biển số 66N1 25 cụ 8 nha anh em ha. Là bao gút hồ sơ cho anh em ha. 25 cụ 8 là bao gút hồ sơ cho anh em ha. Xe sạch sẽ không té không ngã. Quay 125. Quay 125 mẫu cũ phá chìa nha anh em ha. Phá chìa, khóa tìm xe anh em, mẫu 2021 anh em ha. Màu trắng đen. Mình bán con này giá là 34 cụ 8 nha anh em, bao gút sơ cho anh em. Rồi, mẫu mới nè. Con này mẫu mới nè, màu trắng đen. Con xe chùm keo nguyên con đi 7000 cây chùm keo. Bán hàng 7x bao gút sơ cho anh em nha. 7x bao gút sơ cho anh em. Xe lên càng xe bạc, xe đẹp long lanh nha anh em ha. Còn tiếp theo cái con này là biển số nó 83 sơ cầm tay đi 2007. Mình bán giá là 30x bao gút sơ nha anh em ha. Và nó có cái con này kết bạn với mình đi nha. Màu xanh nhám luôn. Màu xanh nhám. Màu xanh nhám xe chạy 5000 cây nè. 5000 km nha anh em ha. Đây là 3x bao gút sơ cho anh em ha. 3x bao gút sơ. Mắc kinh xe chạy 9000 cây nha anh em ha. Mắc kinh xe chùm keo nguyên của xe. Chùm keo luôn cho anh em nha. 29 cụ 8 bao gút sơ cho anh em. Rồi. Thì dạ. Đó là giá xe á, anh em nào có nhu cầu thì mình chịu khó mình liên hệ mình mua á. Dạ. Ngoài ra thì anh em có thể tham khảo cái lô xe ở ngoài cửa hàng thì bấm vào kênh YouTube xe máy Trùng Dương để tham khảo cái lô ngoài đó ha. Dạ. Chào mọi người á. Chào anh em, chào các chú, chào các bác nha, chào các anh các chị.